Hello, hôm nay mình sẽ chơi 4 tựa game. Bắt đầu với tựa game này. Bingo game. Một thôi. Mình sẽ chơi cái map này đi. Level 2 play. Game này nhìn không có tiếng. Game này kiểu cá lớn ăn cá bé các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mà ăn được mấy con to kia ta. Vẫn chưa ăn được con to này. Mình đang là con mực thôi. Con mực chứ ngon. Ôi, nó định ăn mình đấy. Ôi, đừng có ăn tôi. Đừng. À, mình ăn được con to này rồi. Mình ăn được con cá to này rồi. Chết. Còn con nào không? To này chưa ta? Như là chưa. Mình sẽ ăn hết mấy cái thùng này luôn. Rồi, ăn được con to này rồi. Một con nữa rồi. Win. Level 3 play. Không ăn hai cái loại cá này á. À. Không đánh cá các bạn ơi. Sao ta không ăn cái này luôn, chỉ ăn được con này thôi. Ăn luôn. Không có cái gì ăn hết. Đói chết mèo rồi. Ôi. Ok. Game tiếp theo là Instagram on. Thôi rồi game. Chơi cái nào đây? Normal nhé. Ok, chơi nó mồ đi. Trước tiên mình sẽ mở cửa ra đã. Tại game này nó hơi lag á. Rồi, trước tiên mình sẽ tìm một cái sợi dây đã. Đi hơi lắc. Hơi lang rồi. Slingshot. Ok. Ice cream đâu, ra đây. Bắn chết mèo luôn. Tội gì, đúng không? Bắn chết ngoeo luôn. Thế nào, không có súng rồi. Ui, lag quá. Ui. Không xong rồi, hơi lag. Ông ta đâu à? Fucking à. I'm going to find a doctor.
chim này ông ta đâu rồi các bạn? Ở đây. Ui. Ôi, xong rồi. Mấy đang đi lượn giật. Chúng à. Hơi giật nhưng không sao. Chưa có năm mồ nó đi rất là chậm. Này. Hóa ra ông ta ở đây lúc nào vậy? Lên tiếp theo. Iceram 2. Vẫn là ông đấy các bạn ơi. Slingshot. Số nào? Thực thi công lý. Chết luôn. Ông ta mới chỉ choáng thôi. Theo. Không biết tại sao những cái tựa game này chơi trên iPad nó rất là lag, không đùa chứ. Oh my god, nó lại nhốt mình trong đây mà. Vậy thì mình nó phải thoát ra khỏi đây thôi. Mình phải thoát ra khỏi đây thôi. Không sao cả. Ô, không đập được vỡ cái cửa này. Có lẽ là nó sẽ ok, game tiếp theo. Isekrim 3.
3, 2, 1. Normal đi. Mình rất thích cái nhạc này. Shopping center, xuống đây rồi, cần ra phòng vệ thôi. Trời, ông thằng kia bên kia các bạn ạ, vứt luôn khẩu súng đi, không cần dùng luôn á. Gì đây? Hả? Rất nhiều xẻng luôn. Server. Ông ta đâu rồi? Còn tít được kia. Thôi, kệ ông ta. Không quan tâm. Ok, mình kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ để lại một like and subscribe channel. Thank you very much. Bye bye.